Vâng, xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Sành Đồ Xì. Nếu quý anh chị là những người lần đầu tiên ghé đến kênh Sành Đồ Xì thì Sành Đồ Xì là một shop đồ xì hàng hiệu chuyên các món hàng thùng tuyển dành cho nam. Sành Đồ Xì cam kết rằng những sản phẩm mình bán đều là hàng chính hãng và bản thân là một người bán hàng Sành Đồ Xì trung thực với những sản phẩm mình có. Nói chung thì hàng xì thì không phải lúc nào nó cũng mới toành toanh như những cái sản phẩm bình thường. Nó sẽ có đặc trưng là nó sẽ có cái condition, tức là có cái độ mới nhất định. Thì hàng hóa có sao Sành Đồ Xì sẽ gửi đến cho quý anh chị là một cách trung thực nhất có thể. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các mẫu quần short khác nhau, từ chất liệu kaki này cho chất liệu thể thao này, từ cái kiểu dáng là túi hộp này cho đến kiểu trơn bình thường, với mức giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Khi quý anh chị mua từ hai sản phẩm trở lên thì Sành Đồ Xì sẽ free ship nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu vào clip luôn. Quý anh chị nào chúng ta muốn chốt đơn và đặt hàng thì vui lòng liên hệ với Sành Đồ Xì qua Zalo hoặc số điện thoại gắn ở trên màn hình này, đó là 0337707398. Cả số điện thoại hoặc là Zalo thì đều sử dụng được hết nhé. Và quý anh chị để ý rằng là bên cạnh em Sành đây có một cái bảng thông tin, và trong cái bảng thông tin này bao gồm tất tần tật những cái thông tin cần thiết để quý anh chị chúng ta có thể lựa được một chiếc quần short phù hợp với bản thân mình. Chúng ta sẽ vào mã đầu tiên, đây là mã C393. Với con quần mã C393 này thì chúng ta sẽ có một sản phẩm đến từ thương hiệu là Uniqlo. Đây, Uniqlo thì được biết đến là một thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Họ chuyên cái dòng là lifestyle thôi, tức là cuộc sống cho đồ đạc cho cuộc sống thường ngày. Con này thì chất ở bên ngoài sẽ là cái chất kiểu dạng, đây là cái chất tổng hợp nhé, chất nylon nhé. Và túi họ thiết kế chúng ta kiểu dạng túi hộp. Ở mặt bên trong thì có thêm hai cái dây đây nữa anh chị. Bên trong sẽ có thêm hai dây đây nữa. Bụng con này sẽ từ 84 cho đến 90, tương đương với anh chị là chúng ta mặc size 32, 33, 34, 35 có thể mặc ok nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 76, ống sẽ là 22. Riêng với cái con này thì nó có một kiểu mặc nó khá là hay này. Đây anh chị có thể sắn lên, anh chị có thể sắn con này lên. Nó Sành Đồ Xì rất là khuyến khích anh chị chúng ta sử dụng cái công cụ ở trong này, đó là mình có thể sắn cái này lên nhé. Đây giống như em Sành này, em Sành sắn cái này lên cho anh chị là anh chị sẽ biết cái kiểu quần này ngay. Cái với thiết kế kiểu như này thì thứ nhất là nó tiện lợi anh chị nào mà chúng ta kiểu hay đi, mà đặc biệt là cái mùa hè là cái mùa mà mưa ấy, mà chúng ta có cái kiểu sắn như này thì rất là tiện luôn, mà nó đẹp chứ. Đây đó anh chị ạ, nó họ sẽ sắn theo kiểu như này. Sành Đồ Xì thì sắn vội thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà nói chung là sẽ có hai cái gờ ở đây đó, anh chị nào sắn khéo tay thì sẽ rất là đẹp. Cái kiểu như này thì ok, dưới này còn có thêm dây này. Với chiếc này thì anh chị nào từ size 32, 33, 34, 35 có thể mặc ok được cái quần này nhá. Màu con này cũng rất là đẹp luôn. Đằng sau thì có một cái túi, đằng trước có hai túi chéo và hai túi hộp nữa. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến thêm một chiếc quần túi hộp nữa. Với con này thì chúng ta sẽ đến với thương hiệu là hình như là bộ này là bộ Ryobi sao ấy. Chính xác anh chị ơi, đây là một con của Field Member Ryobi. Với con này thì cái tag của nó hơi giống Adidas một chút nhỉ, cái tag cũ của Adidas ấy. Con này thì cũng là cái chất tổng hợp nhé anh chị nhé, chất tổng hợp. Và ở đằng trước thì có cái dây lưng, cái dây gài này nó khá là to. Và bên cạnh thì nó sẽ có hai cái túi hộp đây. Với cái thiết kế kiểu như này thì nhưng mà cái này gần giống cái vải dù anh chị nhé, rất là chắc luôn. Con này thì Sành Đồ Xì thấy con này còn rất là mới này. Đây sẽ là chiếc quần này, đây sẽ là mã C340 nhé. Con quần này bụng sẽ từ 28 cho đến 33, tương đương anh chị nào mặc từ size 28, tức là bụng là 76 cho đến 86, tức là dưới size 34 anh chị có thể mặc ok chiếc này. Chiều dài chiếc này sẽ là 63, ống chiếc này sẽ là 30 và đùi chiếc này sẽ là 34 anh chị nhé. Đây một con này rất là mới luôn, siêu mới luôn. Anh chị nào mặc size 32, 33 thứ thì mặc con này cũng rất là đẹp luôn ạ. Màu rất là Sành Đồ Xì thấy là rất là thông dụng. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có một con của Onavi này, có một con của Onavi. Với con này thì sẽ là size 28 nhé. Màu con này sẽ rất là đẹp, con này là kiểu kaki. Đó, kaki của Onavi chắc chắn luôn rồi. Đây là những sản phẩm rất là chất lượng, đề mặt đằng sau. Con này độ mới của nó còn rất là ok luôn. Đây sẽ là mã C341 với chiếc quần này bụng là 76, tương đương size 28. Theo kinh nghiệm em Sành Đồ Xì thì thông thường là những người mặc size 28, 30 là dưới khoảng 60 cân. Chiều dài chiếc này sẽ là 50, ống chiếc này sẽ là 25 anh chị nhé. Và chất kaki của họ thì đây là cái dòng chất kaki không có giãn anh chị ạ, chất kaki cổ điển. Con này hàng của Onavi anh chị nhá, Onavi. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm khác nữa. Con này là của
America Echo này anh chị này, ở đây là đại bàng Mỹ này. Với thương hiệu này thì được thành lập vào năm 1977 rồi, cũng tức là cũng khá là lâu rồi, một thương hiệu cũng rất là có tiếng. Đây là mặt đằng sau sẽ có thêm hai túi quần nữa, màu con này cũng rất là đẹp và có thêm logo có hình đại bàng ở đây nữa. Và chúng ta sẽ có chiếc quần này, đây sẽ là mã C342. Với chiếc quần này sẽ là size 31, bụng chiếc này sẽ là 82, chiều dài là 49, ống sẽ là 23 anh chị nhé. Và với con quần này thì anh chị nào mà chúng ta trong cái khoảng size đó là size 31, 32 hoặc là 30 thì đều có thể mặc vừa được cái sản phẩm này. Đằng sau sẽ có hai túi quần, thiết kế sẽ có hai túi quần, màu cũng rất là đẹp và chất kaki của họ. Thì đây là cái dòng chất kaki co giãn anh chị nhé. Đây là dòng chất kaki co giãn ạ. Chúng ta sẽ có mã C343 với một chiếc quần đến từ thương hiệu đó là Adidas, thuộc cái dòng là Climacool. Thì con này anh chị là vừa size là chốt luôn nhé. Con này thì cái chất của Adidas thì thông thường họ làm cái chất thể thao thôi. Con này là đúng kiểu chất thể thao ấy, nhưng mà lại form dáng lại là form dáng kaki, màu rất là đẹp đúng không anh chị. Đây đằng sau có logo thêu của Adidas này. Đây sẽ là mã C343 với chiếc quần này, bụng sẽ là 80 tương đương với size 30 nhé. Bụng sẽ là 80 tương đương với size 30. Ở Giang mấy con này đo chuẩn rồi đúng không? Tương đương với size 30, chiều dài chiếc này sẽ là 56, ống sẽ là 23 nhé. Đây size 30, bác nào mua thì chốt con này luôn. Con này đẹp quá, quá đẹp. Chắc là nhích lên khoảng tầm size 31, 32 thì chắc vẫn mặc vừa được, tại vì cái chất của họ thì mang thiên hướng chất co giãn. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái con nó hơi độc lạ Bình Dương một tí. Với con độc lạ này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thương hiệu Puma anh chị ạ. Puma độc lạ ở đây là không phải độc lạ về thương hiệu, mà độc lạ ở đây là độc lạ về cái kiểu làm của họ thôi. Thấy Thành đồ thị thấy ở dưới này này, cái mặt đằng trước thì nó bình thường, mặt đằng sau con này thì nó lại có một cái đoạn chu như thế này. Chắc là nếu mà con này chúng ta mặc vào thì nó sẽ ôm quá bó đầu gối và ôm xuống cái đoạn gần bắp chân này đó. Cái thiết kế của họ thì cũng không biết là để làm gì luôn, nhưng mà đây là một con hàng còn rất là mới luôn anh chị. Con này rất là mới của Puma nhé. Đây sẽ là mã C343 với con quần này, bụng bình thường sẽ là 64, kéo căng tuyệt đối thì có thể lên được 86 nhé, tương đương bác nào mặc dưới size 32 thì mặc ok. Chiều dài là 62 và ống chiếc này sẽ là ống 18 anh chị ạ. Con này còn rất là mới, hàng của Puma này anh chị này, hàng Puma luôn, hàng chính hãng Puma luôn đấy, có hai túi dọc hai bên nhé. Tiếp theo thì với cái chất cái màu ghi và cũng là cái chất vải đũi, rất nhiều bác săn tìm thì chúng ta có con hàng này. Cái kiểu như này là chỉ có Uniqlo hoặc là của Gu thôi. Chính xác đây là một con hàng của Gu. Gu này là thương hiệu hay còn gọi là tập đoàn con hay là công ty con của Uniqlo, nhưng mà vẫn hoạt động trên nguyên tắc đó là một công ty độc lập. Với chiếc quần này chúng ta sẽ có thêm hai cái dây. Chất này là chất đũi các bác nhé, chất này chất đũi, mặc sẽ rất là mát mẻ, màu con này cũng rất là đẹp luôn. Đây sẽ là mã C345. Con quần này thì gần như ai cũng mặc được khi bụng của nó kéo thể kéo dài từ 78 cho đến 98, tương đương từ size 29 đến size 39, khoảng size của người Việt Nam. Chiều dài chiếc này sẽ là 52, ống chiếc này sẽ là 28 nhé. Và túi quần con này, hai túi bên cạnh và một túi đằng sau. Con này màu cũng rất là đẹp mà chất liệu con này cũng cực kỳ là mát mẻ luôn. Tiếp theo thì anh chị cũng không nên bỏ lỡ đâu, chúng ta sẽ có một con của Ralph Lauren đây. Một con của Ralph Lauren, một con ngựa đây. Và con ngựa này thì sẽ là cái dòng chất kaki anh chị nhá, chất kaki, và con này chất kaki truyền thống không co giãn. Ở bên dưới này thì chất ống quần đây, anh chị thấy con này rất là mới luôn, màu ghi và cái cách thiết kế của họ thì khá là độc lạ anh chị ạ, khá là độc lạ. Đây, và mặt đằng sau thì có thêm hai cái túi quần hộp kiểu như này nữa. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã C346 với size 28. Bụng chiếc này sẽ là 76 ạ, chiều dài chiếc này là 56 và ống chiếc này là 25 nhé. Con này thì anh chị có thể mặc theo nhiều cái cách khác nhau. Có thể là sắn cái đoạn ống quần này lên. Đó, sắn cái đoạn ống quần này lên, hoặc là anh chị cứ để xuông thì nó đều rất là đẹp luôn. Đấy, sắn lên thì nó cũng họ cũng làm cho chúng ta sẵn cái khuôn kiểu như này rồi, vẫn rất là đẹp. Màu con này kaki rất là đẹp và đặc biệt thích cái phần hộp. Hộp đằng sau này anh chị này, thích cái phần hộp đằng sau. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một con của Tommy Hilfiger nhé. Con này là Tommy Hilfiger này. Đó, hôm nay chúng ta lên một vài những cái sản phẩm của Tommy Hilfiger trong cái nhánh sơ mi rồi. Bác nào hôm nay đã chốt con Tommy thì có thể chốt thêm con này nữa nhé. Đây, đây là mặt đằng sau có thêm một cái logo của Tommy Hilfiger này. Sẽ có hai túi quần và đều có cúc hết nhé.
Với sản phẩm này chúng ta sẽ đến với cái dòng kaki, đó là dòng kaki không co giãn. Chiếc này chúng ta sẽ có mã C347, với chiếc quần này là size 31, bụng sẽ là 82. Chiều dài chiếc này là 51 và ống chiếc này là 26 ạ. Với chiếc này thì quý bác quý anh chị nào chúng ta mặc size 31 hoặc là bác nào mặc size 32 mà thích cái con này thì cũng có thể là chúng ta mặc mặc được anh chị ạ. Sành đồ si đảm bảo là mặc được. Ví dụ như là thông thường là sành đồ si hay mặc size 30 thì sành đồ si vẫn có thể mặc được sang size 29 hoặc là size 31. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm của bọn bọn Khâu này, anh chị hay gọi bọn này là bọn Khâu. Bọn này thì thương hiệu này thì thực tế nó là không quá là nổi tiếng và cũng ít gặp. Thông thường thì mọi người gặp hàng si thì gặp bọn Khâu này, không biết nhiều về thương hiệu này thì mọi người thông thường hay là bỏ qua. Nhưng mà sành đồ si thấy bọn Khâu làm đồ rất là tốt. Đặc biệt đó là những món đồ camo kiểu như này. Đây là gọi là dàn di được mà sành đồ si gọi tiếng Anh hay gọi là camo. Đây, bọn Khâu này có cái mấy cái cúc các thứ nó làm chất lượng lắm. Nó ghim ở trên này luôn. Và ngay cả cái cúc này anh chị này, cúc ở đây nó cũng làm bằng kim loại, không làm bằng nhựa, làm bằng kim loại. Đây mặt đằng sau có thêm hai túi nữa, bên này cũng có hai túi nữa. Với chiếc này chúng ta sẽ đến một chiếc quần size 32 mã C348. Với bụng chiếc này sẽ là 84, chiều dài chiếc này đó là 62 và ống chiếc này là 26 anh chị ạ. Và với sản phẩm này thì sành đồ si cảm giác rằng là bác nào mặc size 32 thì sẽ mặc rất là đẹp với cái sản phẩm này. Họ một cái mẫu mà sành đồ si cũng đã bán chạy rất là nhiều, tại vì sành đồ si thích dàn di và những vị khách đến sành đồ si thì cũng đa phần là mọi người cũng rất là thích màu dàn di hoặc là cái màu xanh bộ đội. Với chiếc tiếp theo chúng ta có một con màu xanh bộ đội luôn. Với con này thì sành đồ si cũng không có gì để bình luận nhiều, có một vài chi tiết trên này khá là hay. Đây, con này chúng ta sẽ đến một con hàng Nhật này, một con của Project này, em Project này. Với cái sản phẩm này thì sành đồ si sẽ cho anh chị thông tin cũng như là đi chi tiết. Đằng sau thì nó có một vài những cái người ta thiết kế cái lỗ này. Đó. Còn đây là cái phần ống quần, cái đoạn này họ có tác rất là dài nhé. Sẽ là kiểu cái kiểu này sẽ là cái kiểu túi hộp này anh chị này. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã C349, với chiếc quần này bụng là 80 tương đương với size 30. Chiều dài chiếc này 71 và ống là 20 anh chị ạ. Ống là 20, nào cùng nào nhìn qua con này. Con này thì bác nào mặc hợp thì cũng rất là đẹp luôn. Đây là mã C350 anh chị nhá. Mã C350 chúng ta sẽ cùng nhau đến với một con. Cái kiểu này nó cũng hay kiểu dạng đến với thương hiệu Nhật này. Lại đến với một con của Gu tiếp anh chị ơi. Lại đến một con của thương hiệu Gu tiếp. Và con này thì chúng ta cũng có cái chất vải đũi nhá. Chất con này là chất vải đũi, mặc sẽ rất là mát mẻ này. Và chúng ta sẽ có đầy đủ các túi đằng sau, hai túi đằng sau và hai túi chéo. Dòng khóa của họ thì họ dùng là khóa đồng IKK này anh chị này. Đây là mã C350, con quần này bụng là 78 tương đương với size 29 nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 52, ống sẽ là 23, chất đũi mặc rất là thoải mái và thoáng mát. Con này thì còn rất là mới luôn. Sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì sẽ cùng nhau đến với một con mà sành đồ si đánh giá rằng là con này nó không có gì nó quá là nổi bật về thương hiệu, nhưng mà cái chất vải của con này cũng như là cái màu của con này nó bị đẹp ấy. Đấy, cá mập này, shark này, xong rồi cái này logo thêu này, xong rồi đợi tất cả những chi tiết trên này rất là đẹp luôn, đúng kiểu dạng một con quần dành cho bác nào chúng ta thích cái kiểu chịu chơi, kiểu cái màu này. Và đặc biệt đó là sành đồ si thấy rằng là con này khó mà đụng hàng được, gần như là không có đụng hàng được ông nào mà lấy về mặc hộ chúng ta ấy, thì chắc là hôm sau chắc biết luôn. Khóa cũng là khóa IKK chứ, có thêm một cái túi chéo đây nữa, ngoài ra còn có một cái túi ở đây nữa đó, họ thiết kế rất là hay, thêm một cái tác ngang sườn ở đấy này, có dây luôn. Đây sẽ là mã C341, con này ai cũng mặc vừa được, bụng bình thường là 78, kéo dài tuyệt đối lên được 100. Chiều dài trước này sẽ là 52, ống sẽ là 28 nhé. Và chất này nó là cái chất kiểu cũng là cái chất tổng hợp thôi, nhưng mà chất của nó gần như là thô hơn. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một con của Fitco này. Fitco này anh chị nào chúng ta muốn tìm thông tin Fitco thì cứ gõ lên Google là Fitco, sẽ thấy rằng là giá của nó thật sự cũng không có rẻ. Đây, logo Fitco ở đây nữa. Với các sản phẩm đây, thêm một cái vài chi tiết nhỏ nhỏ ở đây nữa. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau, nhưng mà trước hết thì đây sẽ là một con quần túi hộp. Con này sẽ là mã C352 nhé. Con quần này bác nào mặc dưới size 31
thì có thể mặc ok. Bụng con này sẽ từ 64 cho đến 80 khi mà kéo dài tuyệt đối này. Và chúng ta sẽ có chiều dài của con này sẽ là 60, ống sẽ là 26 anh chị nhé. Và chúng ta sẽ có phần dây ở đây, thì dây này vẫn là dây nguyên ở nguyên zin nguyên lai của Pitco luôn. Có một cái dây quần đây nữa. Đó, con này màu cũng rất là đẹp. Con này sẽ màu kiểu dạng màu hơi rêu. Nói gì nói thì mấy cái con quần mà màu đen hoặc là màu xanh đen thì vẫn là những quần mà dễ mặc. Chúng ta sẽ có một sản phẩm chất lượng của Black Number. Con này thì là chất kaki anh chị nhé. Với chiếc này của Black Number thì khóa cái khóa của họ thì dòng khóa có đồng IKK này. Và cúc này cũng là cúc đồng luôn. Đây là mã C353 với chiếc quần này bụng là 80, tương đương với size 30. Chiều dài chiếc này sẽ là 53, ống sẽ là 23 quý bác của anh chị ạ. Đây là mặt đằng sau, chúng ta sẽ có hai cái túi quần này. Đấy, mặt đằng trước sẽ có túi chéo này, màu xanh. Và đặc biệt đó là cái dòng chất này chất không co giãn, nhưng mà nó không quá dày, nó không quá dày. Đây là một sản phẩm còn mới và rất là chất lượng. Bác nào mặc size 30 thì ưu tiên chốt con này cho em. Sản phẩm tiếp theo là quý bác của anh chị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm đến từ H&M. Đây, thương hiệu S&M. Đấy, nói chung là H&M. Thì đây cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Với chiếc quần này thì nó sẽ theo cái kiểu dạng jean, nhưng mà jean co giãn tốt nhé. Đây, chiếc quần này bác nào mặc dưới size 31 có thể mặc ok. Bụng sẽ từ là 64 cho đến 80. Và chiều dài chiếc này sẽ là 56, ống sẽ là 19. Nói chung bác nào mặc size 27, 28, 29, 30 thì có thể mặc ok cái sản phẩm này. Đây là mã C353 nhé. Đó, ở đằng sau này nó có một cái đoạn tắc da nữa của H&M. Đó, anh chị có thể là lựa con này nếu mà chúng ta size bình thường mặc size nhỏ dưới size 30. Tiếp theo là mã C355, chúng ta sẽ có một con quần khác nữa. Với con này thì chúng ta sẽ cùng nhau lại đến với thương hiệu Puma. Với thương hiệu Puma này thì chúng ta sẽ có con này chất kaki nhưng mà sẽ có logo Puma ở đây. Nói chung là con này thiết kế khá là hay. Thông thường là Puma là họ hay lựa chọn nó là cái dòng thể thao, nhưng mà riêng con này thì lại là họ dùng cái dòng chất kaki và không co giãn. Với chiếc này chúng ta sẽ có mã C355. Với chiếc quần này là bụng sẽ từ là 64 cho đến 88. Bên trong có cả dây rút luôn anh chị nhé. Và con này chiều dài là 54, ống sẽ là 25. Con quần này bác nào mặc dưới size 34 có thể mặc ok này. Mặc dưới size 34 tức là size 32, 30, 33 các thứ đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái sản phẩm khác nữa đây anh chị ơi. Và cái sản phẩm tiếp theo của chúng ta đây thì cũng là một sản phẩm đến từ thương hiệu là Uniqlo. Gần giống với con đầu tiên nhá, màu cũng na ná giống. Và cái kiểu của nó thì cũng giống. Với chiếc này chúng ta sẽ có thêm hai cái dây ở bên trong nữa. Màu con này là màu rêu. Và họ sẽ thiết kế kiểu dạng túi hộp nhé. Bên dưới này thì có hai cúc này, anh chị biết là để làm gì rồi đúng không ạ? Là để sắn khi mà chúng ta đi mưa các thứ, hoặc là làm gì mà chúng ta cần kéo gọn thì chúng sắn nó lên. Đó. Với chiếc này đây sẽ là mã ở size, con này sẽ từ size 34 cho 37. Bụng sẽ từ 88 cho đến 94 nhé. Chiều dài là 88, chiều dài là 78 và ống là 25. 78 là khi để gọn tất cả này nhé. Còn khi mà chúng ta bỏ đi thì con này chiều dài nó còn về được 68. Đó. Con này một con túi hộp cũng rất là đẹp. Và chất cúc này sẽ là cái dòng chất kiểu chất tổng hợp. Thêm nữa thì chúng ta có một con dòng chất thể thao. Con này là cũng của Maui này. Con này thì dàn gì nhá. Con Maui nãy chúng ta vừa thấy một con rồi đúng không? Đây sẽ là mã C357. Con quần này thì gần như ai cũng mặc được. Bụng sẽ từ là 70 cho 92. Chiều dài sẽ là 57 và ống là 26 nhé. Một con quần rất là mới, còn rất là mới luôn. Màu cũng rất là đẹp và cái kiểu thể thao này thì gần như mặc rất là thoải mái luôn ạ. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã C358. Mã C358 của chúng ta thì đây là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu là Uniqlo. Con này thì họ đánh dấu ở trên này đó là một con quần Uniqlo size S. Thì Sạch Đồ Si thấy rằng là con này cũng đơn giản và cũng mặc rất là đẹp này. Đây sẽ là mã C358 với chiếc quần này bụng sẽ từ 74 cho 88. Tương đương bác là mặc dưới size 34 nhé. Chiều dài là 45 và ống là 25. Ui, con này đẹp quá các bác anh chị ạ. Con này bác nào mặc với polo cái tông màu nó gần giống này thì đúng kiểu dạng là một bộ luôn. Tiếp theo mã C359 thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thương hiệu khác, nhưng mà để Sạch Đồ Si xem là con này đến thương hiệu gì nào. Thông thường mấy cái mẫu kiểu này thì nó hay đến từ Gu hoặc là Uniqlo. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có cái dòng đó là dòng chất đũi các bác nhé. Con này Sạch Đồ Si thấy không thấy họ để tên thương hiệu trên này, toàn thấy chữ nhật thôi.
Thôi bỏ qua vấn đề thương hiệu, chúng ta sẽ đi sâu vào chất lượng hơn. Với con này thì sẽ là cái dòng chất đũi này. Sẽ là cái dòng chất đũi, họ sẽ cho chúng ta hai cái dây ở đây nữa. Đây là hai cái đoạn này là gỗ. Và với chiếc này thì chúng ta có thể là mặc sắn lên các bác, các chị, anh chị ạ. Đây, con này thì nó làm cái kiểu như này là để chúng ta mặc và sắn lên. Nó sẽ kiểu như vậy. Và chất này sẽ chất đũi, đây sẽ là mã C 359. Với chiếc quần này ai cũng mặc được từ size 29 cho size 40. Chiều dài chiếc này sẽ là 72, ống sẽ là 21 quý bác, quý anh chị nhé. Đó, con này màu chất đũi này. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã C 360 với một chiếc quần hoa. Với chiếc quần hoa này thì Sạch Đồ Xi cũng chỉ thấy rằng là toàn chữ Nhật thôi, chứ còn cũng không có tên thương hiệu. Chỉ đơn giản là Sạch Đồ Xi nghĩ rằng là đây là một con quần độc lạ và chắc là không ai đụng hàng được đâu, nên Sạch Đồ Xi gửi cho mọi người. Đôi khi mà chúng ta cũng phải có cái gì nó độc một tí, đúng không ạ? Với con này thì Sạch Đồ Xi thấy rằng là căn bản thì nó đẹp mà. Con này căn bản đẹp chứ phải mặc hợp. Nó thiết kế cũng khá là hay, bọn Nhật đúng là kiểu cái bọn họ làm đồ nó hay dị lắm. Con này ai cũng mặc vừa được, chiều dài 52 và ống là 33. Đó. Nói chung là size từ size 24-40 ai cũng mặc vừa được, tại bụng nó bụng chun. Sản phẩm tiếp theo là một trong các sản phẩm rất là chất lượng. Con này thì đến từ bọn Shema này. Shema trước chúng ta nói rồi. Shema này thì nói chung là nó cũng gần giống kiểu Uniqlo thôi. Khi mà chất con này là không co giãn và cái form quần thì kiểu dạng là form quần jean anh chị nhé. Con này là short jean và con này gần như là mới, rất là mới luôn. Đây sẽ là mã C 361 với chiếc quần này size 35, size 34. Bụng chiếc này sẽ là 88, ống chiếc này sẽ chiều dài chiếc này là 60, ống chiếc này là 24 nhá. Quý bác quý anh chị nào mặc size 34 có thể mặc ok cái sản phẩm này. Size 34 con này thì siêu mới luôn. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến một con chất đũi khác nữa nhá. Con này thì có vẻ là của Uniqlo này. Đồi tác đâu hết rồi quý bác quý anh chị. Đây phải cố gắng tìm bằng được tác con này, tại vì mấy con chất đũi này mặc nó sướng, mà hàng của Uniqlo thì còn tuyệt hơn. À không, con này là của Golden Bee, con này là của gấu vàng. Bác nào chúng ta biết cái dòng gấu vàng thì chốt con này nhá. Con này sẽ là chất đũi của dòng gấu vàng này. Với chiếc sản phẩm này chúng ta sẽ có dòng khóa là khóa đồng IKK này quý bác quý anh chị. Chất con này sẽ là chất đũi nhá. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã C là 362 với chiếc quần này size 34, tương đương với bụng sẽ là 84 nhá. Chiều dài chiếc này sẽ là 58 và ống sẽ là 27. Nói chung thì con này sẽ có một cái đoạn chun đây nữa, nên là bác nào mặc size 31, 32, 33 thì có thể mặc ok cái sản phẩm này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sản phẩm khác nữa. Con này sẽ là kiểu dạng, con này sẽ là kiểu dạng túi hộp quý bác anh chị nhé. Con này là kiểu túi hộp. Con này thì giống sản phẩm của GFP. Không, con này lại là hàng Uniqlo. Con này là hàng Uniqlo quý bác quý anh chị ạ. Với sản phẩm này thì Sạch Đồ Xi sẽ có một vài những cái chi tiết cho anh chị lưu tâm. Đó là chúng ta có cái kiểu túi hộp. Con này thì sẽ là kiểu dạng túi hộp này quý bác quý anh chị này. Vẫn là kiểu túi hộp thôi, đằng sau có thêm hai túi nữa. Và con này là bụng chun. Trong bên trong thì vẫn có phần dây rút kiểu như vậy. Có phần dây rút kiểu vậy. Đây sẽ là mã C 363 với chiếc quần này. Chiếc quần này gần như là bụng chun ấy, nên là ai cũng sẽ mặc vừa được nhé. Chiều dài chiếc này sẽ là 50, chiều dài chiếc này sẽ là 49 và ống chiếc này sẽ là 30 nhé. Bác nào gần như là bác nào mặc từ size dưới size 33 có thể mặc ok cái sản phẩm này. Dưới size 33 có thể mặc ok cái sản phẩm này nhé. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sản phẩm bụng chun nữa. Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái con quần đến từ Gu. Và với sản phẩm đến từ Gu này thì chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì đây sẽ là mã C 353 với cái quần này bụng chun. Bên trong này có thêm phần dây dẫn nhé, phần dây chun. Và con này thì cũng rất là mới, Sạch Đồ Xi đánh giá con này rất là mới, bụng chun nên gần như ai cũng mặc vừa được. Con này rất là mới và quý bác quý anh chị nào mà chúng ta trong cái khoảng đó là chúng ta mặc dưới size 34 thì có thể mặc ok sản phẩm này nhá. Rất là chất lượng luôn, con hàng này quá là mới và chất lượng và con này không co giãn nhé. Không co giãn quý bác quý anh chị nhé, chất không co giãn, nhờ bụng chun dễ mặc. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái con quần mà không phải là cái chất, đó là không phải là cái chất chất co giãn. Chúng ta sẽ có một con của Michel Klein này. Đấy, nói chung là cái con này thì trước đây thì Sạch Đồ Xi có một con áo khoác kaki cũng bán cho bác nào ở
ở trong Nam rồi ấy, hình như ở trong Đồng Nai thì phải. Và với sản phẩm này chúng ta sẽ có mã C365, với con quần này đó sẽ là bụng sẽ là 82, tương đương với size 31. Chiều dài chiếc này sẽ là 52, cũng sẽ là 20 cuối bác của em chị nhá. Đó, con này thì điển hình của kaki rồi, điển hình kaki rồi. Và thương hiệu này đều một thương hiệu rất là lớn của Pháp này, quý anh chị có thể là chúng ta lựa cái sản phẩm này luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con chất thể thao của H&M này anh chị này, chất thể thao của H&M. Và con này thì nó sẽ là cái dòng gió kiểu gió nổ anh chị nhá. Cái kiểu này mặc anh vào anh chị sẽ thấy rằng là cái kiểu mặc nó sướng à, mặc sướng. Sẽ có thêm hai cái dây ở bên ngoài nữa. Đây sẽ là mã C366. Con quần này thì màu trắng thôi anh chị nhá. Con quần này thì màu trắng, nhưng mà được cái là con này nó mới cơ. Đây là mã C366, với quần này bụng sẽ từ size 34 cho đến size đổ lên. Tức là bụng sẽ bình thường sẽ là bụng để nguyên là bụng 88 này. Bác nào mặc từ size 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 thì có thể mặc ok này. Chiều dài chiếc này sẽ là 51 và ống sẽ là 34 ạ. Và cái dòng chất kiểu như này thì anh chị không biết là anh chị có hiểu cái sạch đồ xi nói không? Tức là kiểu dạng cái dòng kiểu cái chất gió nổ ấy thì nó sẽ là kiểu như này, mấy cái kiểu này mặc sẽ rất là thoải mái. Đây là mã C367 của chúng ta này, mã C367 chúng ta sẽ là kiểu dạng túi hộp một bên như thế này, túi hộp một bên. Con này thì chúng ta sẽ đến từ Billabong, Billabong này thì bọn này không nổi tiếng mấy, nói chung là không nổi tiếng mấy, giới trẻ thì biết nhiều hơn. Đây sẽ là kiểu họ làm kiểu dạng chỉ nổi nhá, chỉ nổi kiểu này mặc lại thích này. Mặc thích tại vì nó đẹp và nó dễ phối đồ. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có một cái túi hộp ở một bên này. Đó, sẽ có cái dòng chữ kiểu như vậy. Và con quần này bụng sẽ là 84, tương đương với size 32 nhé. Chiều dài chiếc là 55 và ống chiếc này đó là 27, quý bác của anh chị ạ. Đây sẽ là mã C367 của chúng ta. Sang đến mã C368 thì chúng ta sẽ có một sản phẩm đến từ gì? Diesel đúng không? Cái này thì thương hiệu này thì nổi tiếng rồi, Diesel này thì nổi tiếng rồi, nhưng mà Sành Đồ Xi vẫn chưa có may mắn sở hữu cái sản phẩm nào của Diesel, tại vì nhiều khi nó không phù hợp với size của mình ấy. Nhiều con áo con quần rất là đẹp, rất là muốn giữ lại cho bản thân mình, nhưng mà nó không vừa size, mà không vừa size thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao. Với sản phẩm này chúng ta sẽ đến với mã C368, với chiếc quần này bụng sẽ là 90, tương đương với size 36. Chiều dài chiếc này sẽ là 53 và ống là 23 nhé. Đó, con quần này thì thông thường bọn Diesel thì nó sẽ hay có cái đoạn tác ở cái chỗ này. Mã C369 chúng ta thì sẽ là một con quần size 30-35 nữa, một con quần size 35 nữa. Còn lúc nãy này thì cũng là size 35. Bụng con này sẽ là 90 nhé. Chiều dài chiếc này là 55, ống chiếc này đó là 27 nhé. Và với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có cái phần dây bên trong này, và đây sẽ là cái chất kaki. Sản phẩm này có vẻ là của Uniqlo này. Chính xác, với một người cầm hàng Uniqlo trên dưới khoảng mấy nghìn sản phẩm rồi thì chắc chắn rằng là Sành Đồ Xi nhìn qua phép là biết Uniqlo luôn. Đây sẽ là mã C369, với chiếc quần này size 35 nhé, bụng là 90. Chiều dài chiếc này là 55, ống sẽ là 27. Quý bác của anh chị là chúng ta mặc size 35 thì có thể mặc ok, đằng sau có hai túi quần nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có mã C370. Cái con này thì ai cũng mặc được các bác. Con này thì hàng Sành Đồ Xi xem mà. Con này thì chả thấy tên thương hiệu đâu, nhưng mà con này chất lượng nó lại rất là tốt. Toàn thấy chữ tem tác hàng Nhật thôi, tem tác hàng Nhật thôi, nhưng mà chả thấy tên thương hiệu đâu. Thông thường thì mấy con này hay rơi vào thương hiệu Asics hoặc là thương hiệu Mizuno. Với sản phẩm này thì Sành Đồ Xi thấy nó là cái chất thể thao. Đây sẽ là mã C370. Bụng con này ai cũng mặc vừa được. Bụng con này bụng chun ai mặc vừa được. Chiều dài chiếc này sẽ là 56 và ống sẽ là 39. Đó, bác là vừa những thông tin về chi thích về chiều dài cũng như ống có thể mặc con này. Con này Sành Đồ Xi áng chừng là quý bác quý anh chị phải từ 70kg đổ lên thì mặc nó mới đẹp được. Sản phẩm tiếp theo là theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã C371, với con quần này đó là chúng ta sẽ có cái đoạn một đoạn chun ở đằng sau, nhưng mà nó không đáng kể. Bác nào mặc size 30, 31, 32 có thể mặc ok cái sản phẩm này. Con này rất là sặc sỡ luôn. Với sản phẩm này chúng ta sẽ đến với bụng sẽ là 80, có thêm đoạn chun nữa thì dao động cho bác nào mặc size 30, 31, 32 hoặc size 29 đều thì mặc ok. Chiều dài 55, ống sẽ là 26. Con này là chất cốt tông anh chị nhé. Con này sẽ là cái dòng chất cốt tông pha với polyester.
kiểu dạng chất 70-30 nhưng mọi người cũng vẫn hay thấy ấy. Con này thì Thành Đồ Si thấy tên thương hiệu của họ thì mọi người cũng đã gặp tên này rồi đúng không? Thurisson này. Và với cái thương hiệu này thì có cây dừa này thì biết mọi người biết là con quần này dành để chúng ta đi đâu ấy. Đó. Con này đằng sau sẽ có thêm hai cái túi nữa, đằng sau sẽ có hai cái túi nữa và hai túi đều còn cúc, và bên cạnh này chúng ta sẽ có hai cái túi chèo. Đấy, một con quần tuyệt vời đi biển. Đây sẽ là mã C 375. Tiếp theo mã 371. Tiếp theo 372 chúng ta có thêm một cái sản phẩm khác nữa. Con này là của bọn Airwork này. Gọi là Airwork này. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có cái kiểu dạng túi hộp, và túi hộp của con này thì rất là chất lượng các bác nha. Đấy, riêng túi hộp của bộ Airwork này thì chất lượng lắm. Cảm giác bất cứ chỗ nào trên con túi này cũng có thể để được đồ luôn ấy. Để được đồ luôn. Đằng sau thì cũng có hai cái túi nữa, và đằng trước thì nó có phần chun cạp kiểu như vậy, và rất là dễ chúng ta sử dụng. Con này thì màu con này sẽ là cái kiểu dạng màu sữa nhá. Dưới thì còn có phần chun nữa này. Đây sẽ là mã C 372. Với con quần này bụng sẽ từ 7 bụng sẽ từ 82 cho đến bụng sẽ 88. Bác nào mà size 30, 31, 32, 33, 34 thì có thể mặc ok con này. Chiều dài chiếc này sẽ là 69, ống chiếc này sẽ là 27. Và đây là mã C 372 nhé. Đây là mặt đằng sau. Có nhiều những cái chi tiết nó hay trên mấy con quần kiểu như này lắm. Họ làm rất là chất lượng. Bộ Airwork này nó làm mấy cái đồ kiểu leo núi cái thứ nó ngon nghẻ. Nên là mấy đồ này cực kỳ chất lượng luôn. Túi hộp các thứ, nó có bao nhiêu túi luôn, không biết là bao nhiêu túi trong một cái đoạn ngắn như này luôn. Tiếp theo thì có một con Nike, có một con Nike cho các bác nào lựa đây. Có con Nike. Con Nike này thì Sạch Đồ Si đánh giá rằng là căn bản thì nó đẹp. Căn bản thì nó đẹp nhưng mà hơi buồn một chút. Chất nó cũng rất là đẹp nhá, nhưng hơi buồn một chút. Các bác có để ý kỹ không? Đằng sau này nó sẽ có một cái đoạn nó hơi ốm một tí, nhưng mà Sạch Đồ Si nghĩ rằng là cái đoạn này nó không đáng kể. Không đáng kể, con này chất nó rất là đẹp, và con này đến từ thương hiệu Nike. Con này một con hàng của Made in Japan luôn, tức là sản xuất và gia công tại Nhật Bản luôn. Đây sẽ là mã C 373. Với chiếc quần này sẽ dành cho bác nào chúng ta mặc dưới size, con này thì bác nào dưới size 70kg là có thể mặc ok. Dưới size 70kg là có thể mặc ok con này. Bụng chun sẽ từ 66 cho đến khoảng 90. Chiều dài chiếc này sẽ là 47 và ống là 30 nhé. Cứ dưới 60kg thì các bác dưới 70kg thì các bác mặc ok cái sản phẩm này cho em, Nike. Mã C 374 của chúng ta nữa thì sẽ là con này bụng chun, cũng là bụng chun, chiều dài 44, ống là 31, và con này cũng là của Nike luôn. Một con hàng cũng đến từ Nike luôn. Con này sản xuất và gia công tại Nhật Bản nữa. Con này thì so với con trước thì con này mới, gần như là mới tinh luôn anh chị. Bác nào thích số 9 thì có thể lựa nhé. Con này gần như là mới tinh luôn. Nếu mà có điểm chê thì chỉ là cái số 9 này nó hơi bị xước một tí, nhưng mà chả ảnh hưởng với chất lượng đâu. Đây sẽ là mã C 374 nhé. Và con này cũng dưới khoảng 72kg có thể mặc ok. Sản phẩm tiếp theo thì dành cho bác nào chúng ta thích cái thương hiệu Converse. Con này thì gần như là cái logo Converse nó bị bay mất rồi. Logo Converse bị bay mất rồi. Nhưng mà cái chất vải kiểu như là lại rất là sướng nhé. Chất vải thể thao của nó rất là sướng. Trên này thì cũng có cái phần dây. Đây sẽ là mã C 375. Bụng là bụng chun, chiều dài 58, ống là 33. Từ 70kg đổ lên thì mặc ok nhé. Còn bác nào chúng ta thích mặc to thì dưới 70kg mặc vẫn thoải mái. Cứ bụng chun là dễ rồi. Tiếp theo có một con của Kappa. Con này logo cũng hơi bay bay một tí rồi, nhưng mà Sành Đồ Si cũng thấy rằng là chất lượng quần thì không ảnh hưởng. Ở đây, thương hiệu Kappa này. Với con này thì con này ở đây có ghi là Football Equipment này, có nghĩa rằng là kiểu quần áo bóng đá kiểu vậy. Đây sẽ là mã C 376. Với chiếc quần này bụng sẽ từ là 78 cho đến 110. Chiều dài là 48, ống sẽ là 30. Con này thì rơi vào tầm size L. Con này rơi tầm size L với XL các bác nhé. Từ 70kg đổ lên thì mặc ok cái sản phẩm này cho em. Từ 70kg. Và bác nào vừa vào like thì Sành Đồ Si thông báo là chúng ta sẽ đồng giá từ 100, đồng giá 150k. Và khi mua từ 2 sản phẩm trở lên, quý bác, quý anh chị chúng ta sẽ được free ship nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có mã C 377. Với chiếc quần này là bụng chun, chiều dài chiếc này sẽ là 50 và ống là 27. Con này thì chất nó cực đẹp này. Chất nó là cái kiểu dạng chất có một cái độ co giãn nhất định, và đặc biệt chất này mặc với da sẽ rất là thoải mái, có thêm phần dây chun nữa. Cái kiểu này dễ là của hàng của Gu lắm này. Chính xác anh chị ạ, đây là một con hàng của Gu nhá, một con hàng của Gu. Cũng là kiểu dạng là mình cầm sản phẩm nhiều ấy, là tự dưng mình cầm vào cái gì mình cũng thấy rằng là đoán nó đúng hết luôn ấy.
Con này thì rất là mới nhá. Bác nào thích đồ mới thì lựa con này, nhá. Bụng con này là bụng chuồn. Con này thì dao động cho bác nào, chúng ta gần như bác nào cũng sẽ mặc vừa được. Trừ khi bác nào dưới trên 75 kg, bác nào cứ 72-73 kg đổ xuống thì có thể mặc ok. Quan trọng là mọi người thích mặc cái kiểu quần này ở trên gối hay ở dưới gối thôi ạ. Sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến một con kaki. Và con kaki này là cái kiểu kaki không co giãn. Cái kiểu hàng này thì dễ đến từ Uniqlo đó. Đúng, chuẩn xác, con này là một con hàng đến từ Uniqlo này. Với con này thì chúng ta sẽ có cái màu cái màu này thì dễ mặc rồi, cái màu rất là dễ mặc. Bên trong thì không có dây, phần dây rút nhé. Đây sẽ là một chiếc quần mà size con này sẽ là size 27, khi mà bụng con này sẽ là 74. Nói chung là con này bác là size 27, 28, ở dưới khoảng 60 kg thì có thể mặc ok. Chiều dài 53 và ống là 23 nhé. Đây sẽ là mã 378. Tiếp theo thì mã C379 thì mọi người, nếu mà mọi người vừa sai phát thì mọi người phải chốt luôn cho em. Tại vì con này nó đẹp, con này nó đẹp, con này là chất thể thao này, rất là đẹp này. Đó, con này của District này. Và con này nó đẹp quá, phải gọi là con này rất là đẹp luôn. Con này không vừa sai, vừa sai thì chốt luôn con này, đẹp quá. Chất con này là chất thể thao nhá. Và đây sẽ là mã C379 với chiếc quần này, bụng sẽ là bụng chun. Chiều dài chiếc này là 53 và ống là 28 quý bác quý anh chị ạ. Và ở đây sẽ có một cái dòng chữ là Andy Coulson, xong rồi bọn này là bộ District mà. Đấy, chất con này chất thể thao, màu rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với mã C380. Với mã C380 thì chúng ta sẽ có một con quần màu vàng như thế này. Con này thì bụng sẽ là 74. Con này có vẻ là đến từ Uniqlo này. Thành đồ si cũng không chắc lắm. Con này đến từ thương hiệu MacGregor anh chị ạ. MacGregor đây thương hiệu của Mỹ. Và con này bụng sẽ là 7. Con này bụng sẽ rơi dao động vào tầm khoảng là, bụng con này sẽ dao động vào tầm khoảng là 74-76, tương đương với bác nào mặc size 27-28 dưới 60 kg thì mặc ok. Chiều dài chiếc này sẽ là 50 và ống chiếc này sẽ là 23. Con này thì rất là mới, chất kaki màu vàng, rất là mới. Nhờ vấn đề là size nó hơi nhỏ thôi, hơi buồn một tí, đằng sau có hai túi. Con này mới. Sản phẩm tiếp theo thì có một cái mã, đây là mã C381. Con này thì bụng là bụng chun rồi. Bụng chun ở con này sẽ đến từ với chúng ta, đó là thương hiệu là New Balance hay New Balance, đều được. Và họ làm cho chúng ta mấy cái chi tiết này rất là hầm hố luôn. Con này là sẽ là cái kiểu dạng là quần túi hộp các bác nhé, quần túi hộp. Đây sẽ là mã C381, bụng là bụng chun rồi. Chiều dài chiếc này 59 và ống chiếc này là 24. Bác nào, quý bác, quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng đó là mặc con này thì dưới khoảng 68 kg đổ xuống nhé. Dưới 68 kg đổ xuống không có bụng thì có thể mặc vừa. Nói chung là bác nào bình thường mặc size 27, 28, 29, 30, 31, 32 có thể mặc ok cái sản phẩm này. Một sản phẩm của New Balance rất là đẹp luôn. Túi hộp New Balance rất là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái hiệu chất thể thao này. Chất thể thao chúng ta có một con của Giordano. Con này của Giordano, con này thì bác nào dưới 60 kg mặc vừa này. Đây là mã C383. Con này bụng sẽ từ là bụng chun từ 78-80. Con này thì sẽ là kiểu quần đùi nhé. Chính xác thì con này gọi là quần đùi có dây này, mặc ở trên đùi. Giordano, đây là thương hiệu của Ý này. Logo này là logo thêu các bác nhé. Và con này chiều dài sẽ là 39, ống sẽ là 26. Con này thì bác nào dưới khoảng 62-63 kg mặc cái kiểu dạng quần đùi thì mặc con này là đẹp này. Tiếp theo có một con của Nike nữa, mà con Nike này thì sành đồ si thấy rằng là có vẻ là nhiều bác sẽ không ưng lắm. Đây sẽ là mã C383. Con quần này thì bụng sẽ từ 62-82 nhé. Quý bác, quý anh chị nào chúng ta trong cái khoảng size đó là trong khoảng size đó là mặc dưới size 32 có thể mặc ok chiếc này. Chiều dài của chiếc này sẽ là 49, ống sẽ là 28 nhé. Đây cái logo Nike ở đây thì nó hiện bây giờ hiện trạng nó được như vậy, được như thế này. Và sạch đồ si nghĩ rằng là khéo khi như thế này nó lại kiểu nó lại hơi đồng điệu một tí. Nó cũng kiểu hơi đồng điệu một tí. Con này còn mới mà. Ngoại trừ mỗi cái chi tiết này thì tất cả mọi thứ ở trên con quần này còn rất là mới luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái sản phẩm giống như hai con lúc nãy của Uniqlo. Đây con này cũng là của Uniqlo này. Giống y hai con lúc nãy của Uniqlo nhưng mà con này màu đen thôi. Và nếu để lựa chọn thì sành đồ si sẽ lựa chọn cái màu này. Tại vì mấy cái màu kia sành đồ si có rồi. Với con này thì chúng ta sẽ có kiểu dạng túi hộp giống y hai con lúc nãy mà. Giống y hai con màu xanh lúc nãy. Và cái kiểu dạng dưới này thì chúng ta cũng sẽ có thể sắn nó lên.
có những cái chi tiết để chúng ta sắn nó lên. Nó dây dựa các thứ ở dưới này. Con này khá là hầm hố đấy, con này kiểu chơi chơi đấy. Và chiếc này chúng ta sẽ có mã C384. Với chiếc quần này thì bụng sẽ từ là 72 cho đến 84. Bác nào mặc dưới size 33 có thể mặc ok. Sạch đồ si thì thấy con này kiểu thực ra là khuyến khích trong khoảng dưới size 32 thì mặc nó đẹp. Dưới size 33 thì mặc con này có vẻ là ok hơn. Chiều dài chiếc này sẽ là 75. Khi mà chúng ta sắn gấu lên thì sẽ mất đi 10 phân, còn khoảng 65. Ống chiếc này sẽ là 23 nhá. Con này thì đẹp. Đẹp không còn gì để nói, hàng Uniqlo. Tiếp theo thì cũng là một sản phẩm size khá là to nhưng mà màu nó lại đẹp. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thương hiệu của Uniqlo nữa. Đây, cái kiểu kaki truyền thống Uniqlo đây anh chị. Con này không co giãn, nhìn chất phát là biết không co giãn. Size thì to. Đây sẽ là mã C385. Con quần này bụng sẽ là 104, loanh quanh khoảng 100. Bác nào mà mặc size 41, 42 thì mặc ok. Chiều dài chiếc này sẽ là 68, ống sẽ là 25 nhá. Quần Uniqlo. Màu con này thì rất là đẹp nhưng mà mỗi tội là con này size nó thật sự là hơi khổng lồ thật. Phải công nhận là hơi khổng lồ thật, nhưng mà được cái nó mới cơ. Và màu, cái màu kiểu màu xanh rêu của con này thì gần như các bác mặc với cái gì nó cũng đẹp luôn đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm một cái con quần nó gần giống con lúc nãy Uniqlo, cũng là hàng Uniqlo, chúng ta xem. Đó, hàng Uniqlo chúng ta xem này. Với con quần này chúng ta sẽ có các thông tin như sau. Đầu tiên thì con quần này chúng ta sẽ có mã C386. Con quần này thì bác nào mặc dưới size 32 có thể mặc ok nhé. Bụng sẽ từ là 72 cho 80. Nói chung là cứ dưới size 32 là mặc ok. Chiều dài chiếc này sẽ là 74. Khi mà chúng ta sắn lên thì sẽ còn 64. Ống chiếc này sẽ là 22 nhé. Và đùi sẽ là 28. Cũng là một con màu xanh túi hộp này. Con này cũng rất là đẹp luôn. Con này bên ngoài thì mặc nó còn đẹp và hầm hố hơn ở trên clip ấy anh chị ạ. Anh chị nào chúng ta thích mấy sản phẩm kiểu quần, quần kiểu này thì chỗ có sạch đồ si hay gọi là quần ngố. Không gọi là quần short mấy mà hay gọi là quần ngố. Sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã C387. Với chiếc quần này size là size 38. Bụng con này thì sẽ là 96 nhé. Chiều dài là 73. Và ống sẽ là 24. Con này chúng ta sẽ cùng nhau đến với thương hiệu Hanes. Đây, giày của Hanes này. Cúc cũng là Hanes. Từ chi tiết dưới này cũng là chi tiết của Hanes luôn. Nói đến Hanes thì đây là một thương hiệu được thành lập vào năm 1901 rồi. Đây là một thương hiệu của Mỹ. Và gần như là ai cũng biết đến thương hiệu này. Những ai loanh quanh mà thích xài đồ Mỹ thì đều biết đến thương hiệu này. Tại vì đây là một thương hiệu theo kiểu dạng là họ giống gần giống như kiểu Uniqlo ở Nhật ấy. Thì Hanes ở Mỹ thì với GAP nó cũng na ná kiểu như vậy. Đây sẽ là mã C387 nhé. Và mã C387 với con quần tú hộp của Hanes này cũng là chiếc quần cuối cùng trong clip của chúng ta ngày hôm nay rồi. Xin nhắc lại đó là chúng ta sẽ chốt đơn với mức giá là 150k trên một sản phẩm quần bất kỳ. Và chúng ta sẽ free ship khi mua từ 2 sản phẩm trở lên. Giá rất là rẻ. Cảm ơn các bác đã xem hết chương trình này. Rất là mong rằng là các bác chúng ta có thể lựa được một vài những sản phẩm cho bản thân. Sạch đồ si chốt đơn tại Zalo hoặc số điện thoại đó là 0337 707 398. Nếu các bác thấy clip này hay và có ích cho mình thì hãy vui lòng đăng ký kênh. Đồng thời là chúng ta bấm thêm nút chuông thông báo ở bên dưới đó để không bỏ lỡ những clip của Sạch đồ si. Còn trường hợp các bác thấy clip này không hay, hãy bấm dislike cho Sạch đồ si để Sạch đồ si cải thiện hơn những clip của mình ở để phục vụ mọi người tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý bác quý anh chị ở những clip tiếp theo.